sông vai chim xa nứt nai cầm hồng luôn anh khmer bị nâng thay to vang gió thắp nề chung nuông vì cha bắp thả lại trong ơi về liền tro lắm chất chua mình ngọc tê thay nai tung vờ chua hôn khmer phơi chuồng ជិលឿនយាយថាអីអន្តរាគេដូចជិលឿថាម៉ែដោះនេះទើអោយកំឡាំងចិត្តអីផងហ៎ហើយនេះក្រែងលោកប៉ាមានប្រសាទថាអញ្ចឹងទៅចំនួនមួយសប្តាហ៍នោះអីអាគេធ្វើការរីករាល់ហើយហើយក៏ត្រូវត្រឡប់មកវិញមុនថ្ងៃកំណត់ទៅណាណាហើយរីករាល់មើលស្អីនឹងកូន ចាំមិញហ្នឹងហើយតាមានបញ្ហាអីទៅគឺត្រូវតែជម្រាបលោកប៉ាតាមត្រង់ហើយម្ដងនេះណាបើលោកប៉ានៅតែគ្រប់គ្រងគេម្នាក់នោះទៀតកូនពិតជាមិនព្រមទេព្រោះការពីយប់មិញនេះគេបានជេរកូនគេជេរកូនពេញពេញមកតែម្ដងហើយកូនណាមិនលើកលែងឲ្យគេនោះទេអេហើយស្អីគេអញ្ចឹងនេះ គ្រាន់តែប៉ាមកដល់ផ្ទះភ្លាមក៏មានរឿងប្តឹងផ្ដោគ្នាបាត់ទៅហើយណោះហើយមក
cô cho sân tay con mà tay tin á dưới nâng bàn này gậy kia ở bàn chỉ bàn lọt vì thế ngọc với để con chọn đừng lục bờ không ai đứng mà đào hời mày cười tay con rồi dưới nè mình đứng để tin này gậy kia nè cô sân tử cha mời tới nè ra hai chị tới đòi bị liền mũi đại nhóm cô để bỏ sai cả bất khả khả đâm bay ở nị xá kí bàn chul nhóm ba bằng hợp lập kí bà đòn hơi cá bị khai nơi chân một có bàn tá cứ nếu mình toàn bàn bước đang lại đi tôi bàn chỉ một tuần đường bình ní ní xa nè nơi từ mình cả sòng say chỉ đầm bồn ba con để cho mình chạy thả không biết đất ní mình chỉ có được bọc bàn đi ta mà đái được bọc kia cứ thua lọc chỉ sòng xa được bọc ba mình biết để bà mở điệp ca cho mình mà đại con hai pho đệ bà dục mùi rất mạnh đệ tịt ní cứ mình mẹ đầm bầy bán trái trọc xâm bản rồi có đầm bầy đần đàm ca sẽ lãnh tranh bị con nụ đai tại bà ní nữa có đón tự chọn thua nơi ổng bơ là ổ mùi đầm bầy lúc liên rồi đứng ở tên tạc cà đáy bàn thua từ lừa mà đai ra bọc mùi rất trong này ai ở bốc kì với nhu có trời chỉ một phía chất nó ra bọc bà đai hai khán tình thật lọc mình cũng mà lửa bà thèm tin đưa cho này hỏi nên từng bình nụ cứ sốt tay chìm nụ để bà sẽ lắng bọn ta bình nụ cứ sắp bắt ổ tới khai rất cứ gặp mình là nà tì bằng tiết đá bà chư thà nì xa bất chìm mắn chừng yên chừng ổ là vậy nụ tì rút tay dương nịa có thôn lửa mồm nên ai ở đất nụ kịp nhạc luôn bàn hơi chụp xong xài tới thả thả đất nhỉ chỉ con bà bồn trống rồi có bà bồn môn ế là bà tiết tư nữa hai trọng xâm bản đại bà miến kết tục xâm rạp tại con xây là bà tay mình nhạc cốt bà mình đang bị bầm nón nâng bàn trái từ ở mười đất rồi nâng nạp xây nụ tì nợ xông ở tại con nâng rộp ảnh đất đôi chỉ sạch nhịp mình lại tới bàn hơi ở đường kia mình tập bằng đằng tê ông với đại sầm khăn nữa cứ ba trong tòm sòng sòng cún chùm bộ bộ cổ đất hai cái trong lục liền nơi cầm hò tiền lại đại ba bàn thư phương tình lửa mặt đai đã bỏ đất xong cơm thanh đi xa và có chỉ ai nâng tới tôi vô bàn hơi Sang lo ban clan.